Rồi này, chào mấy bác nha. Thì cái dòng cái xích này á thì cổ bền là đa số là tại người nha mấy bác nha. Những cái dòng cái xích này á có thể mấy bác xài 10 năm, 20 năm không hư, nhưng cho mượn cái là hư bởi vì họ không biết xài. Đó chuyện bình thường nha mấy bác nha. Thì trong video này em hướng dẫn mọi người cái cách để khởi động một con máy đấy và cái cách để sử dụng con máy cho nó bền. Thì mấy bác coi kỹ video, đừng có tiếc cái video này nha mấy bác nha. Rồi ok, cho em xin một like trước khi coi video. Thì đầu tiên em hướng dẫn mọi người cái cách để mà mấy bác khởi động con máy này lên. Thì đầu tiên mấy bác phải bảo đảm cho em là xăng nhớt đầy đủ. Đấy, đây là hệ thống bôi trơn của cái nhớt lam này. Đây, nó có hai hộc, con nào cũng thế thôi. Đây là vị trí nhớt lam này và bên đây là vị trí xăng và nhớt để mà nuôi động cơ. Nhớt lam thì mấy bác muốn bền thì mấy bác phải dùng nhớt, nó phải sạch, có nghĩa là nhớt nhớt mà nhớt nhớt qua sử dụng á, nhưng mà mấy bác phải lọc lại bằng vải á thì nó không bao giờ nó hư bơm nhớt đâu. Còn mấy bác mà sử dụng nhớt cứ cục 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 vô là hư bơm nhớt. Rồi, nói vậy cho anh nó tắc bơm ấy, là nó hư luôn. Rồi. Thì hướng dẫn mọi người cái cách khởi động con máy mà đúng nhất nha. Rồi, ok. Thì đầu tiên mình để ý trên một con máy cơ xích thì con nào cũng vậy thôi. Nó có hệ thống lam này, hệ thống máy này như thế này. Thì chỗ nuôi nhớt lam này, chỗ biểu tượng xăng và cộng với nhớt này, mọi người nhìn kỹ. Thì trên một số đời á thì ở vị trí đây thì nó cũng đề xăng như thế này. Đấy. Nhưng mà bên cái vị trí nắp nhớt này thì nó là cái biểu tượng nó khác cái này nha. Biểu tượng của nó là cái mắt xích cũng có nha. Rồi mấy bác chú ý đổ cho đúng thì xăng và nhớt cho nó đúng đúng bài của nó. Rồi, cái vị trí thứ hai là mấy bác để ý giùm em trên một con máy cơ xích á. Thì đây. Nó có lay gió này. Đấy, như em quan sát thì con này có lay gió đây, còn một số đời thì nó lay gió nằm sau bên đây hoặc là nó theo cái công tắc luôn cũng có. Đó, rất là nhiều đời. Rồi như con đây em quan sát ấy, thì nó có thêm cái vu bơm. Đấy, mọi người nhìn kỹ có vu bơm. Thì thao tác cho nó đúng nhất để mà khởi động con máy lên thì nó đơn giản thôi. Còn mấy bác mà không biết khởi động á thì mấy bác khởi động không bao giờ nó nổ đâu, thiệt sự luôn, không nổ là không nổ luôn. Thì tránh cái tình trạng nhiều khi mọi người mua máy á, mà ở kể cả cái kênh em hay kênh khác, kênh em thì chưa bị, nhưng mà kể cả mọi người mua ở những kênh khác và nhiều khi họ gửi những con máy rất là ngon nhưng mà cái cách khởi động của mọi người không đúng thì mọi người đổ do là cái cưa đều, nhưng mà thật ra không phải. Kể cả mọi người mua cơ mới thì nguyên lý nó cũng vậy, mọi người không biết cách khởi động thì nó cũng như nhau cả thôi, nó cũng không nổ đâu. Rồi thì đầu tiên mọi người đổ trúng vị trí vậy nhá. Cái thứ hai nữa mọi người quan sát cho em, con này nó có vị trí on off này, là có nghĩa là dấu gạch này và không là công tắc. Đấy. Thì đây là stop này thì mọi người phải nhớ bật công tắc lên. Và đặc biệt một những con cơ xích á, nó có một cái hệ thống gọi là khóa 20%, khóa 20% của ga này. Mọi người bóp hai cái cò này lại này. Đấy. Ấn thêm cái này vô này là nó giam ga, thấy chưa? Rồi. Như khởi động những con mà nếu như mà không có vu bơm thì mọi người bỏ qua cái giai đoạn bóp vú. Rồi, kế tiếp mọi người kéo le ra, bật công tắc lên, rồi giật. Giật nhá. Đó, kéo cái này vị trí lên này. Rồi, giật cho nó gừ. Và em làm em chứng minh cho mọi người biết tại sao mọi người khởi động nó không nổ luôn. Đây nhá. Đầu tiên mọi người giật như thế này là nó kêu cái gừ. Có thể người ta mọi người giật nhiều tùy vào đời. Thì cái đời này nó rất là nhạy, nên mọi người chỉ cần giật cái nó đã gừ rồi. Đây. Đấy, thấy chưa? Gừ lên. Rồi. Đè cái lay gió này vô. Vẫn để im cái vị trí đó, mọi người kéo ra nó nổ là nó lên 20% ga. Đây. Đấy, mọi người bóp vô đây ga là hết này. Thấy không? Đấy. Thì cái cách khởi động đúng nhất là như vậy. Nó gừ ra rồi mà mọi người cứ để le như này thì một đời nó không nổ. Cam kết luôn. Cam kết vậy luôn. Nếu như mà cứ để le như thế này. Đây nha. Bây giờ nha. Bật công tắc này lên này. Le em để nha. Em làm cho mọi người coi. Đây. Không bao giờ nổ được. Không bao giờ nổ luôn. Nó ngộp xăng trong rồi. Thấy không? Nó ngộp xăng trong rồi. Không bao giờ nổ. Thì bây giờ như thế nào? Mọi người cứ nghĩ vậy. Mà nó không nổ. Cứ nghĩ nó chưa lên xăng. Nhưng mà thật ra trong đây nó đầy xăng trong luôn rồi. Nhiều anh khởi động đến nỗi xăng nó tuôn ra cả ống bô luôn mà không biết luôn. Càng vậy càng không nổ, càng vậy càng không nổ. Đấy. Tốt nhất bây giờ nha, đóng le lại. Đấy, đóng cái le lại. Rồi, bắt đầu nha. Một tay lên hết ga. Mọi người nhồi cho nó vài phát.
là nó nổ. Đây nhá, dịch nhiều lên. Đấy, rồi. Bây giờ em làm lại cho mọi người coi nhá. Không nổ là không nổ. Đây, kéo le ra nhá. Coi này. Nào, lên ga đàng hoàng á. Không nổ là không nổ. Mọi người dịch có mà đến mai cũng không nổ. Càng dịch càng ngộp xăng càng không nổ. Xăng nó bơm lên quá nhiều mà càng không ga càng không nổ luôn. Đấy, mọi người chỉ cần những người mà sai lầm á, là cứ để lấy gió mít này, là kể cả mấy cắt cỏ cũng bị. Nhưng mà mấy cắt cỏ thì nó đỡ hơn. Cứ xích này là phải khởi động. Rồi, đó, như thế này nha. Đó, nếu như mọi người kéo le ra như này, mít thì không nổ. Thấy không? Nhưng mà bây giờ thao tác như nào? Đẩy le vô, dịch, kéo ga lên, kéo ga hết cỡ. Thì cái cách đó là cái cách khởi động máy của con máy cưa xích. Còn nếu như mà nó không nổ luôn, nếu như mọi người vậy mà có quá nhiều xăng rồi mà không nổ luôn, thì mọi người phải mở cái phần buri này ra, thổi cho sạch sẽ, thổi cho sạch sẽ lên. Hoặc dịch không lên cho nó khô hẳn hoàn toàn thì mọi người thả vô mới nổ. Đó là những cái cách cơ bản nhất của một con máy cưa xích. Đó, chứ còn ngoài ra không còn cách nào đâu. Chỉ có cách đó thôi. Cưa xích nào cũng vậy nha. Không riêng gì cưa xích nào. Đây, làm lại cho mọi người coi. Bật lên. Kéo lấy gió này. Kéo lấy gió, bật công tắc lên này. Một đời không nổ. Thấy không? Nhưng mà chỉ cần đẩy le vô này. Đấy. Nha. Máy khi đã nổ bình thường thì không cần mọi người phải dịch nhiều đâu, không đừng có quên le gió. Đây, phát nào nổ phát đó, thấy không? Đây, phát nào nổ phát đó, mọi người thấy đây. Đây, nhưng mà nếu như mà mọi người cứ để le như thế này, dịch như thế này thì trong đó hệ thống xăng nó nhiều quá rồi. Đó, ví dụ vậy. Không? Thì mọi người phải đẩy le gió này vô, đóng, có nghĩa là mình mở le ra chứ không phải đóng le. Rồi, bắt đầu là mình phải dịch. Không? Nó ngộp xăng nên nó không nổ nổi, thấy chưa? Nó ngộp xăng không nổ nổi luôn. Đó là chuyện bình thường. Rồi thì em hướng dẫn vậy thôi, thì để mọi người biết là cái le này á là một cái cách để sử dụng máy. Nó không phải đơn giản đâu. Một con máy nó rất là dễ. Nếu như người biết cách vận hành thì rất là dễ. Còn không biết thì một đời không bao giờ nổ. Đó, dám cam kết vậy luôn. Càng kéo le càng không nổ. Bao giờ mà xăng nó ọc ra cả bô luôn. Đấy. Rồi ok. Thì bây giờ đến cái giai đoạn mà em nói mọi người muốn sử dụng một con cưa xích bền. Thì đầu tiên mọi người chú ý cho em. Xăng nhớt là phải đúng. Đấy, xăng nhớt là phải đúng nha. Mọi người đừng tiếc video này, em nói thiệt. Có nghĩa là bên đây là nhất lam. Mọi người muốn một con máy của mọi người không bao giờ bên Nhật là họ xài nhất mới luôn á. Nhưng mà mình thì không cần vậy. Mình dùng nhất thải của xe máy này. Mọi người bỏ vô vải màn, mọi người lọc hoặc là phơi nắng ra, mọi người lọc lại, đổ vô đây là ok rồi. Quá ok rồi. Đấy, sạch sẽ đổ vô. Chứ đừng có để cục mà mọi người đổ vô là một. Cái thứ hai là để nó tránh hư cái tình trạng tắc lọc và nó phá lung bơm nhất. Và cái thứ hai, mọi người nên xài nhất xịn và pha xăng nhớt vô đây nha. Chứ không phải mọi người thấy cái này đổ xăng, cái này đổ nhớt là mọi người cứ nghĩ nó hòa trộn thì không có đâu. Bên đây nuôi lam, còn bên đây mới là nuôi động cơ này. Thì bên đây là xăng và nhớt đổ vô đây. Đấy, trộn lại giống như mấy cắt cỏ vậy đó, đổ vô. Bởi vì nó hai thì mà, đổ vô đây là rồi. Là phải xăng xịn, nhớt xịn rồi. Cái thứ ba nữa là xài cái con máy cưa này. Có những anh xài 20 năm không hư, nhưng chỉ cho mượn khoảng tiếng hồ hư thôi. Cái thứ ba nữa là đang xài hết nhất lam không để ý. Là cái tình trạng nhiều nhất. Có nghĩa là hết nhất lam không để ý là cái đường nhớt này này. Hết xăng và nhớt bên đây thì là nó đứng máy. Có nghĩa nó không hoạt động nữa. Nhưng mà đã hết bên đây thì máy vẫn cứ nổ. Nhưng mà bên đây là nó nóng quá này. Bên đây nó quá nhiệt.
nó phá cái chuông này, phá luôn cái bơm nhớt và đồng thời phá luôn cái nhà lam, phá luôn hẳn hoàn toàn cái lam này, nó cày luôn, hư luôn cái lam. Đấy là cái tình trạng của những anh mà chưa bao giờ xài máy cưa lốc là thường là bị vậy. Có nghĩa là cứ nghĩ đổ xăng nhớt là xong, nhưng mà thật ra nó còn nhớt lam nữa, quên vị trí nhớt lam thì nó đồng tình đầu tiên nó phá cái lam trước. Đấy, nó phá cái lam này đầu tiên. Vị trí thứ hai nó phá qua cái bơm nhớt. Hư luôn nha, nó nóng quá. Phá luôn bơm nhớt bởi vì không có tản nhiệt được. Ma sát nhiều, nó không trơn đấy, nó không trơn được như này này. Đấy. Bắt đầu nó phá luôn qua cái bơm nhớt. Phá xong cái bơm nhớt rồi thì đồng tình với nó phá luôn cái chuông. Đây. Cái chuông của nó đây. Nó phá luôn cái chuông này. Đấy, nên là cái cưa nó phải ướt ướt như này nó mới là cưa ngon này, chứ không phải nó khô đâu. Đấy. Và một cái nữa thì đây, cái lượng xăng nhớt để mà cái lượng nhớt bơm lam đây là nó có một cái điều chỉnh, mọi người nhìn kỹ dấu cộng và dấu trừ. Đấy, nhìn cho kỹ, con máy gần như máy nào cũng có. Cộng và trừ, mọi người vặn về phía cộng thì lượng nhớt nó lên nhiều hơn để nuôi cái lam nhiều hơn. Mọi người cảm thấy con máy mọi người mà lượng nhớt lam nó ít thì mình phải tăng thêm. Còn nếu như mà nhiều rồi thì mình giảm bớt đó. Còn nó nhiều thì càng tốt thôi. Rồi thêm một lưu ý nữa, khi mọi người sử dụng cưa xích thì mọi người chú ý cho em thỉnh thoảng là cái hệ thống mà trong đây này, nó có một cái bơm nhớt nằm vị trí ngay vị trí đó đó, ngay đầu móng tay em này. Nó có một cái bơm nhớt nằm phía trong của cái lốc luôn, nhưng mà nó bơm ra vị trí ngay đầu móng tay em á, nó bơm ngay vị trí chỗ đó đó, khi mọi người mở cái lam ra là mới thấy. Thì cái vị trí đó nó sẽ đi theo cái đường rãnh này này, cái đường rãnh trong đây này, nó đi lên trên theo cái đường lam đó, nó lên trên đây, nó qua bên cái rãnh, bắt đầu nó guồng xuống, nó nuôi, nó xoay vòng. Đấy thì mọi người phải chú ý những cái điểm đó thì sử dụng cưa xích nó mới bền được. Đấy, nói trước vậy luôn. Thì em thì nội ý em chỉ nói vậy thôi, còn không có nói gì dài dòng, chứ nhiều anh kêu như này như kia thì em cũng chỉ hướng dẫn được vậy thôi. Hết cái khả năng của em rồi. Rồi ok, thì anh nào cảm thấy còn cái ý gì nữa thì comment dưới. Đó, người bô thì thỉnh thoảng mở ra đốt phát là được. Còn ví dụ như mọi người mà cưa thì thỉnh thoảng nha, ví dụ như mọi người cưa nửa tiếng lần là phải gừ cái máy ra một vị trí trống để mình coi xem cái nhớt lam này nó có bơm không. Đấy là cái cách vận hành của một con máy nó đúng. Thì vậy thì mọi người xài con máy nó không hư được. Còn nếu như mà mọi người chỉ cần quên nhớt lam trong khoảng nửa tiếng, một tiếng là có thể bay luôn. Đấy. Và một cái, có hai lưu ý nữa thì em nói mọi người nghe luôn. Có nghĩa là con máy này này, nếu như những người có kiến thức thì không cần ráp lam này vô, không cần ráp lam và sên này vô, nổ được. Những người có kiến thức nha. Còn tất cả mọi người, em biết tất cả mọi người không quen xài máy, không quen thì tốt nhất là phải ráp vô nha, ráp xin và lam vô. Nổ ra mà nó văng một phát thì mất luôn, mất tích luôn. Thậm chí nha, nhiều khi nó phá luôn cái mặt này luôn này. Đấy. Và một số cái nó lòi ra luôn, thế là không ráp được lam xích luôn. Đấy, có nghĩa là vậy á, ba tình trạng. Đấy, em đã từng gặp rất là nhiều tình trạng của những anh khách, có nghĩa là nó không đồng tâm nữa. Ấy gặp rồi chứ không phải là không. Thì mọi người phải chú ý những cái điểm đó thì một xài một con máy nó mới bền được. Và đó là có nghĩa là mọi người phải để ý lời em nói, trước khi mọi người nổ phải ráp lam xích đó. Nếu như mình là một người giỏi thì không cần, còn cảm thấy mình chưa đủ giỏi, ráp vô thế nha. Rồi, và cảnh báo với mọi người nữa, thêm một cảnh báo nữa, thì cố gắng nếu như mà mọi người xài máy này, nếu như mọi người mua máy mới hoàn toàn, khi mọi người roda thì bắt buộc mọi người phải đổ cả nhớt lam, kể cả là chưa sử dụng vẫn phải đổ nhớt lam vô nha. Cái bơm nhớt đó là nó, khi máy hoạt động là cái bơm nó hoạt động theo, mà nếu như không có nhớt để mà nó làm nuôi trơn là nó phá luôn cái bơm, những con máy roda hư luôn nha. Rồi những con máy mà mọi người mua về roda tốt nhất là vô cả nhớt lam, nó dơ tí nhưng mà vô cho chắc. Rồi thêm một lưu ý nữa, thì khi mọi người roda thì cố gắng vô xin lam đàng hoàng, roda cho nó đàng hoàng,
rồi mọi người treo với lại để chỗ nào tránh xa con nít, thỉnh thoảng ra gừ lên cái nhẹ nhàng. Đó là cái cách để mà sử dụng máy cho nó bền. Thì đó là những cái nội ý của một con máy cưa, nó chỉ bao gồm thế thôi. Đấy. Và không được khóa thắng. À, thêm một ý nữa, khi mọi người rô đa máy không bao giờ được khóa thắng. Đây, khóa thắng là như này này. Đây, đây mọi người đẩy tới là khóa thắng. Khóa thắng là cái này này, cứng ngắc về luôn này. Đấy. Khi mọi người rô đa mà mọi người khóa thắng lại á, là khi cái đó cái chuông á, nó cứ quật 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 với nhau á, kiểu nó hơi ma sát với nhau á, thế là nó nóng bắt đầu nó chảy luôn cái bên đây ra này. Đấy là những cái lưu ý mà cần thiết nhất của một con máy khi rô đa máy nha, hoặc khi nổ một mình nó mật quá lâu, ví dụ như 2 tiếng đồng hồ hoặc là 1 tiếng thì 15 phút nó đã đủ nóng rồi để phá rồi. Thì nói chung là chỉ cần mọi người cảm thấy nổ lên 15 phút, tầm khoảng dưới 15 phút thì không nói, trên cái số đó thì mọi người phải mở cái khóa lam này ra. Đấy rồi, ok, thì nội ý nó vậy thôi. Còn đâu anh nào mà biết thì còn cái ý gì thì comment trên để mọi người có cái ý để xài một con máy cho nó bền hơn. Chứ em thì chỉ nói được đến đó thôi, hết. Còn điểm nào nữa chúng ta? Hết rồi đó. À, boe lọc gió cho sạch sẽ. Rồi, vậy đi. Hết rồi đó. Boe lọc gió sạch sẽ, thỉnh thoảng mở lọc này ra vệ sinh thổi cho sạch sẽ. Bởi vì cái cưa này nó ít khi dơ lắm. Rồi, còn đâu nhìn nó bẩn bẩn tí nhưng mà nó yên tâm. Rồi, ok nha. Rồi, bán luôn. Con này 1.8 triệu. Rồi, ok. Cảm ơn mọi người đã coi video nha. Bao ngon. Hơi nứt đây tí. Không thấy không? Nhưng mà em chỉ cho mọi người thấy. Đây, phát nữa, nhẹ nhàng. Rồi, ok.